Đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một cái quạt giấy màu tím có trang trí bông hoa hồng màu cam như thế này. Bây giờ các bạn bắt tay vào làm cùng mình nhé. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của mình. Để bắt đầu vào làm thì đây mình đã chuẩn bị những nguyên liệu và dụng cụ như sau này. Về dụng cụ thì đây mình sử dụng keo nến để dán giấy. Ngoài ra thì mọi người cũng có thể sử dụng bằng các loại hồ dán, keo dán, băng dính khác nhau có thể dính được giấy ra được nha. Mình có một chiếc Compa này, một cây bút chì này, một cây kéo này, thước kẻ và những cái cây bút màu nước. Về nguyên liệu thì đây mình chuẩn bị một tờ giấy màu. Mình có màu tím nhạt, màu xanh dương và màu cam. Giờ mình sẽ bắt tay vào làm nha. Đầu tiên mình sẽ đi làm đối với cái tờ giấy màu tím nhạt này trước nha. Đối với cái màu tím này, bây giờ mình sẽ gập nó lại. Các bạn sẽ gập nó thành cái nếp gấp như này cho mình. Đó, sau đó lật lại gập tiếp này. Mình cứ gập như vậy cho đến hết cái phần giấy này nha. Đó, mình cứ gập như vậy cho đến hết cái phần giấy này nha. Mình đã gấp được một nửa rồi. Sau đó bây giờ mình sẽ gấp đôi cái phần giấy này lại. Cố định bằng keo để dán hai cái phần này lại nhé. Mình đã dán xong cái phần dưới này, nó cũng vẫn không được dính này, mình cũng sẽ dùng keo để dán nó lại nha. Như vậy là mình đã làm xong cái phần quạt như thế này rồi. Tiếp theo bây giờ mình sẽ đi trang trí cho cái quạt này nha. Đầu tiên thì mình sẽ làm một bông hoa để dán vào đây, cái phần giữa này. Hoa mình sẽ dùng màu cam. Đầu tiên giờ mình sẽ dùng con ta xoay ra đây một.
một hình tròn. Bán kính mình sẽ để là 8 cm nhỉ. Mình sẽ xoay ra một hình tròn to. Mình sẽ cắt nó ra. Mình đã cắt ra một cái hình tròn to như thế này. Tiếp theo bây giờ mình sẽ dùng bút chì để vẽ hình xoắn ốc nha. Mình sẽ vẽ từ phía bên ngoài. Đây, mình đã vẽ xong rồi, giờ mình sẽ cắt ra nha. Cắt theo cái đường xoắn ốc mà mình vừa vẽ. Sau khi cắt thì mình sẽ được một cái hình như thế này. Bây giờ mình sẽ xoắn từ bên ngoài vào bên trong nhé.